Lam Trường tiết lộ bí mật động trời với Yến Phương. Câu chuyện tình yêu của Lam Trường và bà xã Yến Phương từng khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động. Khi họ chính thức về chung một nhà, không ít các fan tỏ ra mừng vui với anh hai Lam Trường. Bởi cuối cùng, nam ca sĩ cũng tìm được bến đỗ an nhiên của đời mình. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng Lam Trường Yến Phương trông vô cùng xứng đôi vừa lứa. Mới đây, Lam Trường đã chia sẻ bí mật động trời vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu giữa hai vợ chồng. Theo như lời anh nói rằng, mình đã giữ trong lòng lâu lắm rồi, muốn kể với mọi người mà chưa có dịp. Theo đó, trong tiệc cưới của cặp đôi, đã xuất hiện tấm ảnh đặc biệt chụp nam ca sĩ của 17 năm về trước đang bế một bé gái xinh xắn. Được biết, lúc đó Lam Trường đang biểu diễn ở vui chơi Đầm Sen quận 11 và cô bé ấy chính là Yến Phương. Người mà Trường bồng trên tay đó chính là bà xã bây giờ, Lam Trường xúc động chia sẻ. Nam ca sĩ vui vẻ kể lại, lúc đó Yến Phương được mẹ dẫn đi Đầm Sen coi ca nhạc. Sau khi tiết mục của Lam Trường kết thúc, mẹ của cô đã bồng con tới gần giọng ca Cathy xin chụp chung tấm hình kỷ niệm. Và chắc có lẽ chẳng ai ngờ rằng, hơn chục năm sau, con gái bà chính là vợ của nam ca sĩ điện trai nhất nhì Vbiz. Yến Phương từng chia sẻ cô là fan cứng của Lam Trường. Khoảng thời gian du học bên Mỹ, cô may mắn được gặp anh trong một show diễn. Lúc mới quen nhau, Yến Phương mắc cỡ chưa dám khoe ảnh với anh. Khi đã quen thân và đắn đo suy nghĩ, cô mới đưa tấm hình cho anh xem. Lam Trường vô cùng bất ngờ với bức ảnh mà Yến Phương đưa cho mình và anh gọi cuộc gặp gỡ định mệnh đó là duyên số. Giờ đây cả hai đang rất hạnh phúc bên nhau. Lam Trường chia sẻ thêm rằng, tuy cuộc sống hôn nhân có nhiều lúc không thuận như ý mình, anh và vợ trẻ cũng từng tranh cãi, nhưng đó chỉ là tranh cãi cho vui. Mỗi lần nhắc tới Yến Phương, Lam Trường lại dành tặng vợ những mỹ từ đẹp nhất. Anh khen cô chín chắn và sâu sắc, nhất là trong cuộc sống gia đình. Điều khiến Lam Trường cảm động nhất có lẽ là Yến Phương rất hay hỏi thăm cô Văn, con trai của anh và vợ cũ. Ngoài ra cô còn tự tay chọn những món quà cho Lam Trường để anh tặng bé mỗi lần sang Mỹ thăm con. Hiện Lam Trường vẫn thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ. Được biết tháng 8 tới, Yến Phương sẽ tốt nghiệp, vợ chồng anh cũng có nhiều kế hoạch cho cả hai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.